Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trong ngày thứ tư hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lệ Ngọc được phát đi từ thủ đô Washington cũng như quý vị có thể nghe lại trên mạng lưới điện toán toàn cầu NV Radio .co và livestream hiện nay trên trang Facebook của đài cũng như là YouTube NV Radio và trở lại với phần tin trong ngày hôm nay thì thưa với à, luật sư à, Duyên, chúng ta đã biết là bà Amy Coney Barrett đã được chuẩn thuận và tuyên thệ ở tại à, vào tối cao à, pháp viện. Thì đây là một cái chiến thắng mà chúng ta thấy rõ ràng, một cái chiến thắng của bên phía bảo thủ của đảng Cộng Hòa cũng như tổng thống Donald Trump. Thì luật sư Duyên cảm nhận như thế nào? Cái ảnh hưởng nó có là một cái ảnh hưởng cho đến à, cái cuộc bầu cử của Tổng thống năm nay. Cái vấn đề mà chuẩn thuận bà Beowulf quá nhanh chỉ trong vòng khoảng hơn 40 ngày mà thôi. Thì cái điều này có làm cho cử tri mà những người họ đang à, gọi là tưởng nhớ đến bà Ginsburg hay là họ cảm nhận được là đây là một cái quá trình chuẩn thuận không đúng trong cái mùa bầu cử này cái ảnh hưởng này nó sẽ mang đến một cái kết quả là cử tri sẽ bỏ cho bên phía đảng dân chủ nhiều hơn hay không thưa luật sư duy thực sự ra là cái cái tin mà bà Amy Barrett được chuẩn thuận đó nó <laughs> gần như là cái nói chung là mọi người càng ngày càng ít quan tâm là tại vì mình biết cái kết quả nó đã rõ rồi nó rõ đến mức độ mà nếu quý khán thính giả mà theo dõi những cái đài truyền thông của mỹ đó mới thấy rằng là họ chỉ nói ra một cái tin nó giống như một cái clip nhẹ vậy thôi là tại vì cái kết quả nó đã rõ rồi còn cái câu hỏi rằng là, là cái việc mà thúc đẩy cho bà Amy Barrett trở thành uh, thẩm phán tối cao cho thiệt nhanh như vậy đó có ảnh hưởng kết quả của cái cuộc bầu cử hay không thì thưa quý khán thính giả uh, qua cái nhìn của tôi đó cho tới giờ phút này những cái loại tin mà như vậy đó uh, cũng không có ảnh hưởng hướng này hay hướng nọ có nghĩa là có ủng hộ thêm cho Trump hay không hay là có ủng hộ thêm cho Biden hay không đó thì chắc chắn là không có nhiều đâu đó. tôi không nghĩ tôi thì tôi không nghĩ là có một thay đổi nào hết đó là tại vì thưa quý khán thính giả vào lúc mà chúng ta anh em chúng tôi đang nói chuyện tới ngày hôm nay đó thì tối cho tới cái tin mà tối hôm qua đó đã đã là 69.5 triệu phiếu đã bầu rồi. Mà mình nhớ là cái hồi uh, cái 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 hồi uh, năm 2016 đó toàn bộ cái số phiếu bầu cho cả hai ứng cử viên đó nó vào khoảng 123 triệu đại khái nó như thế 123 124 triệu mà bây giờ đã là 70 triệu rồi còn một còn còn 6 ngày nữa mới tới ngày bờ đi bỏ phiếu mà đã 70 phiếu 70 triệu phiếu đã bỏ đã đã vote rồi. Nó được cho thấy rằng là người ta cho tới giờ phút này quyết định thì đã quyết định rồi, còn không có có cái cái chuyện mà còn có cái chuyện mà số cái số mà thay đổi đó nó còn rất ít cái số mà gọi là undecided đó. mà cái số đó tôi cũng không nghĩ là vì cái sự bổ nhiệm của cái bà Barrett này mà ảnh hưởng đâu thực sự là bên thượng viện đó họ muốn cho bà này lên thật nhanh chỉ vì một chuyện đó là họ muốn nếu mà cái vì lý do gì vào cái đêm bầu cử đó mà cái kết quả nó không rõ ràng mà rồi nó phải đi từ từ tới hai bên tấn công với nhau bằng pháp lý này nọ đó thì cái hồ sơ đó nó sẽ đưa qua bên tòa án mà đưa qua bộ bên tòa án đó thì nếu mà lên trên tối cao pháp viện mà có thêm một lá phiếu của bà Barrett đó có thể có lợi cho Donald Trump hơn nhưng mà cái việc mà lên cái 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 kết quả nó lờ mờ đến mức độ mà có thể lên tới cái tòa tối cao hay không đó thì tôi dựa trên những cái phân tích mà anh em chúng tôi quan sát đó chúng tôi nghĩ rằng là cái xác suất đó gần như là rất thấp nhưng mà trước khi mà mà, mà anh duyên uh, gọi là mà trình bày thêm cái vấn đề này đó anh duyên nhờ lại ngọc một chuyện là đi vòng qua những cái cái uh, cái thăm dò nhất là ở các cái tiểu bang chiến địa tới giờ phút này nó như thế nào rồi Chứ còn ngày hôm qua thì anh duyên thấy rằng là là đã có 69 69 triệu rưỡi phiếu đã bỏ phiếu rồi đó mà mình không hiểu là cái tình hình thăm dò tình hình con số nó như thế nào lại ngọc à, thưa với lại à, quý vị à, đây là cái, cái những cái gì mà lệ ngọc à, ghi nhận được về những cái uh, tiểu bang uh, chiến địa thì uh, chúng ta nhớ lại là vào năm 2016 có 3 tiểu bang vào lúc đó họ là tiểu bang xanh tất nhiên là họ thuộc về đảng Dân Chủ nhưng sau đó sau cái kết quả để mang lại chiến thắng trong Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 thì chúng ta lại thấy khác hẳn và năm nay nó cũng dao động và nó cũng có nhiều những cái sự uh, thay đổi. Thì vào năm 2016, ba tiểu bang này, trong đó có Pennsylvania, có Michigan và có Wisconsin, chuyển từ màu xanh từ đảng Dân Chủ sang để mà ủng hộ cho bên đảng Cộng Hòa. Đó là cái việc mà chính yếu đã giúp cho ông Donald Trump chiến thắng đắc cử thì năm nay thưa quý vị ba cái tiểu bang này thì hiện nay với cái kết quả thăm dò thì lại chuyển qua trở lại thành màu xanh để mà đưa đến cho chúng ta thấy được cái con số là ông joe biden à, dẫn đầu à, trong ba cái tiểu bang này đối với lại à, tổng thống donald trump thì đây là à, những cái tiểu bang mà dao động lê ngọc đang thấy để mà có thể gửi đến à, cho quý vị ở cái thời điểm của ngày hôm nay ở texas thì hiện tại thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn trước ông Joe Biden, nhưng mà có những cái quận đó thì họ lại thấy được là cái cử tri ở cái quận đó lại ủng hộ cho uh, ông Joe Biden. Còn Tổng thống Donald Trump hiện nay nếu mà họ nhìn chung đó thì là đang dẫn trước hơn ông Joe Biden khoảng 3 điểm ở Iowa tổng thống Donald Trump vẫn dẫn trước là 1,7 điểm thì cái con số này mỗi ngày nó cũng có sẽ có một cái sự giao động nha thưa quý vị rồi ở Georgia là tổng thống Donald Trump đang dẫn trước 1,3% nhưng mà đây là những cái tiểu bang giao động mà hiện nay tổng thống Donald Trump ông đang dẫn trước thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị nhưng mà cái con số này đó thưa quý vị nó là một cái con số thấp so với năm 2016 vì năm 2016 ở Texas tổng thống Donald Trump dẫn trước bà Clinton tới hơn 9 điểm ở Iowa ông Trump dẫn trước tới 9,5% và ở Georgia thì ông dẫn trước bà Clinton tới 5,2% thì quý vị thấy là năm nay năm 2020 cái con số mà tổng thống Donald Trump dẫn trước nó nhỏ hơn nó thấp hơn so với lại năm 2016 và tiếp tục, đây là những cái tiểu bang mà ông Joe Biden đang dẫn trước. North Carolina thì ông Biden dẫn trước 1,3%. Thành thử hiện nay cái tiểu bang của miền Bắc Carolina cũng đang là một cái tiểu bang đang được giới truyền thông để ý đến rất là nhiều. Vào năm 2016 thì Tổng thống Donald Trump ông đã chiến thắng ở tiểu bang North Carolina với lại cái con số là 3,7%. Florida nó cũng đang dao động rất là nhiều. Có ngày đó thì Lệ Ngọc thấy là Tổng thống Donald Trump dẫn trước nhưng mà ở một cái con số dưới 1%. Thì ngày hôm nay lại cho thấy là ông Biden dẫn trước 1,8%. Tổng thống Donald Trump, ông chiến thắng ở tiểu bang Florida vào năm 2016 với một cái con số rất là thấp là 1,2% mà thôi. Ohio, ông Biden dẫn trước 2,3%, trong khi đó vào năm 2016, Tổng thống Donald Trump chiến thắng tới một con số 8,2%. Pennsylvania, ông Joe Biden đang dẫn trước và cái con số dẫn trước này nó dao động tùy theo cái cơ quan thăm dò. Nhưng mà nếu mà nhìn chung đó thì thưa quý vị, ông Biden dẫn trước hơn 3 điểm. Tại vì có những cơ quan truyền thông lại cho rằng ông dẫn trước cho tới 7-8%. À, Thành thử chúng ta cứ nhìn cái con số nào nó trung dung và nó à, thấp nhất thì ông Biden vẫn dẫn trước ở Pennsylvania. Tổng thống Donald Trump chiến thắng ở Pennsylvania vào năm 2016 với một cái con số rất là thấp, chỉ có 0,7% mà thôi. Michigan, Biden vẫn dẫn trước trên 3 điểm. Tổng thống Donald Trump chiến thắng ở Michigan với một con số rất là nhỏ, 0,2%. Minnesota, Tổng thống Donald Trump thua vào năm 2016 ở tại Minnesota và hiện nay, thưa quý vị, Minnesota, ông Biden vẫn dẫn trước với con số là khoảng 4%. Arizona, thưa quý vị, một cái điều rất là bất ngờ có lẽ là vì những gì mà của gia đình của cụ thượng nghị sĩ ông John McCain và bà Cindy McCain đã lên tiếng ủng hộ cho ông Biden. Thành thử, Arizona, ông Biden dẫn trước tới hơn 5 điểm và thưa quý vị ông Trump chiến thắng vào năm 2016 ở Arizona với lại hơn 3 điểm. Wisconsin cũng đang thành là màu xanh, là ông Biden dẫn trước hơn 5,8 điểm và tổng thống Donald Trump chiến thắng ở Wisconsin năm 2016 với con số là chỉ có 0,8% và New Hampshire hiện nay ông Biden dẫn trước với một con số khá cao, gần 10 điểm lận thưa quý vị, khoảng 9,8%. Và bà Clinton cũng chiến thắng vào năm 2016 ở New Hampshire, nhưng mà với một cái con số rất là thấp là 0,4%. Do đó, thưa quý vị, nếu mà tính về phiếu cử tri đoàn đó, thì hiện nay cái con đường để cho ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân chủ Joe Biden có thể chiến thắng để mà dẫn tới qua cái con số 270 phiếu đại cử tri đoàn. Thì tất cả giới truyền thông họ đều nói rằng cái con đường để dẫn đến 270 để làm chiến thắng bước bài đốc của ông Joe Biden nó nhìn có vẻ dễ dàng hơn là à, tổng thống đương nhiệm đó là ông Joe Biden thưa với lại luật sư Duyên và như trong chương trình hôm thứ hai anh em chúng tôi có chia sẻ về phân tích về con số cử tri đoàn đó thì mình cứ lấy như thế này nếu mà giả sử tổng thống Donald Trump mà giữ được tất cả những cái tiểu bang mà tổng thống đã thắng vào năm 2016 đó thì tổng thống có được 306 phiếu. Chúng ta nên nhớ năm 2016 đó, tổng thống 306 phiếu mà trong khi bà Hillary chỉ có 232 phiếu thôi. Thì bây giờ nếu mà lúc đó cả ba tiểu bang là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin qua cái con số mà mà Lệ Ngọc trình bày đó là tổng thống thắng rất là mong manh. Michigan có chấm 2% thôi, không chơn nữa là khoảng 10.000 phiếu, rồi Pennsylvania chấm 7%, rồi Wisconsin chấm 8%. Bây giờ ba cái tiểu bang đó thì cái thăm dò nó cho thấy là ông Joe Biden đang dẫn mà nếu chỉ cần mất cái cụm mà ba cái tiểu bang đó đó thì là cái con số cái phía mà phía bên ông Joe Biden đó từ 232 sẽ vọt lên quá 270 dễ dàng còn mình chưa kể là những cái tiểu bang mà không có ai nghĩ là sẽ là chiến địa hết bây giờ trở thành chiến địa đó là Texas Texas là 38 cái phiếu cử tri đoàn mà nếu mà giả sử mà ông Joe Biden cái số năm năm 2016 là 232 đó ông chỉ cần lấy thêm 38 cái, cái, cái phiếu của Texas thôi Ông thua hết cái phần còn lại đi nữa Ông cũng thắng cái cuộc uh, Thanh tranh, cử năm nay Cái đó thành ra Nhưng mà Texas thì bây giờ Thưa quý khán thính giả là ông Michael Bloomberg đó Ông đã bỏ 100 triệu vào trong Florida Để ông, ông, ông đánh cho ông Joe Biden rồi Bây giờ ông bỏ 15 triệu vào trong hai tiểu bang Đó là Ohio và Texas để bật bật tại vì Ohio với Texas là hai cái tiểu bang lẽ ra nó không phải là tiểu bang chiến địa nhưng mà vào phút chót nó lại trở thành năm ăn năm thua thành ra mình nhìn như vậy thì mình mới thấy là cái hướng mà ông Joe Biden đó, ông cái con đường của ông rộng hơn cho nên uh, yes ông Michael Bloomberg đã bỏ thêm uh, thêm 15 triệu còn Florida thì ngày hôm qua cái tin cho thấy rằng là bên phía bên tổng thống Trump gọi là đã bị hụt tiền mà tổng thống Trump thì nhất định không có chịu bỏ tiền mình ra, không có bơm tiền mình vô, chỉ có lấy đi thôi chứ còn không có. thành ra ngay bây giờ là cái bang vận động tranh cử của của bên phía uh, Donald Trump đó ngừng lại, không có quảng cáo ở ở cái thị trường Florida nữa là tại vì họ tin rằng là tổng thống đi tới đó ba bốn lần trong cái mấy ngày vừa qua rồi đó, vậy là đủ rồi trong khi thì ông Joe Biden qua cái sự support của ông Michael Bloomberg mình biết rồi đó thì đánh rất mạnh Florida thì đó là cái phân tích tình hình cái uh, những những cái uh, con số hỗn rài. Cái mà chúng ta cứ cứ quan ngại là liệu cái tối ngày 3 tháng 11 mình có biết được cái kết quả hay chưa? Cái cái đó nó nằm sở dĩ mà người ta cứ hoang mang cái chuyện đó là tại vì người ta nói rằng là nó liên quan tới cái chuyện phiếu mà đếm bằng thư đó thì tôi bây giờ mình biết là hai cái tiểu bang mà tối cao pháp viện mới vừa mà hồi nào hồi chương, đầu chương trình mà anh em chúng tôi chia sẻ đó là tiểu bang Wisconsin với lại Pennsylvania chắc chắn là cái số thứ nhất là cái số bằng thư rất là cao thứ hai Họ lại không có process cái 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 cái, cái uh, lá phiếu bầu trước mà cho nên chắc chắn rằng thí dụ cái cái gì mà nó nó xảy ra ở Pennsylvania với là ở Wisconsin vào cái đêm 3 tháng 11 đó là nó chỉ là cái kết quả của những cái số số người đi bầu của cái ngày hôm đó mà thôi. Còn hàng triệu phiếu chúng ta nên nhớ là cái hàng triệu hàng triệu phiếu mà đang nằm chờ đợi chưa đếm đó. Nó, nó nó kinh hoàng lắm. Thì cái đó nó làm cho cái kết quả của Pennsylvania với lại Wisconsin đêm 3 tháng 11 nhiều phần nếu mà quý khán giả có theo dõi NVR với Lệ Ngọc đó, quý khán giả không có biết hai cái tiểu bang đó là ai là người chiến thắng đâu. Nhưng mà bây giờ dựa qua những cái con số mà mình đang thấy nè. Nếu giả sử vào đêm 3 tháng 11 mà những cái tiểu bang còn lại mà ông Joe Biden ông đã thắng và cộng thêm những cái tiểu bang như là Arizona mình cũng không có ngờ là năm nay nó trở thành chẳng những là 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 năm ăn năm thua là chiến địa mà nó còn nghiêng hẳn về bên phía bên bên uh, Cộng hòa nữa đó. Ô, xin lỗi uh, bên ông Joe Biden nữa đó. Nó nghiêng hẳn về Joe Biden cộng thêm những cái cái tiểu bang khác cộng lại mà nếu mà đã nó đã vượt quá cái ngưỡng 270 triệu phiếu rồi đó thì mình có chờ Pennsylvania với chờ Wisconsin thứ ba là bầu mình phải chờ tới thứ sáu thì cái 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 sự cái sự chờ đợi đó nó cũng không có làm cho chúng ta hồi hộp lắm nữa là tại vì chúng ta biết rằng là cái kết quả của Pennsylvania với lại với lại Wisconsin cũng chỉ là nó làm rõ cái nét thêm vậy thôi chứ còn mình hy vọng tôi có nhiều cái lý do để mà tôi bị là vào tối 3 tháng 11 những cái tiểu bang mà họ đếm cái phiếu sớm đó thì những tiểu bang đó nó cho chúng ta thấy là cái người chiến thắng là ai rồi thì uh, cái đó mình phải uh, mời quý khán thính giả theo dõi chương trình live với NVR vào ngày vào vào đêm uh, thứ ba tuần tới. trở lại với Lê Ngọc. Uh, tiểu bang Arizona đó thì Lê Ngọc cũng xin nhắc nhở là những quý vị khán thính giả hay thường gọi vào uh, đài đó trong đó có chị Rose rồi uh, chị Lan. À, chị à, chị lệ với lại hình như chị thanh với lại à, anh hùng với lại à chị Tina hay thường gọi vào đó nhưng mà với cái tỷ cái tỷ lệ dẫn đầu của ông Biden đó thì lại Ngọc nhắc nhở quý vị cũng vẫn phải tiếp tục đi bầu kêu gọi bạn bè để mà uh, bỏ cho ông Joe Biden theo như là những gì mà quý vị nói với lại uh, Lệ Ngọc nha chứ đừng có có nghe những cái tin tức này và chúng ta cũng không giống như những người mà Trumpers là là nói rằng là tổng thống Donald Trump chiến thắng một trăm phần trăm nha thưa quý vị chúng ta chỉ đưa ra những cái tin tức nhưng mà quý vị Lê Ngọc và luật sư Duyên luôn nhắc nhở mà Lê Ngọc thấy lần này đó là quý vị đúng như vậy quý vị cũng cảm nhận được cái gây go của cuộc bầu cử này và cần phải đi bầu thành thử chính quý vị cũng đi bầu còn ở Florida đó nha, thưa quý vị, nó có ba cơ quan để mà thăm dò. Thì lại Ngọc thấy là hai cơ quan thăm dò đó chính là CBS News và YouGov. Thì cho rằng là ông Joe Biden đang dẫn trước với 50%, Tổng thống Donald Trump 48%, rồi Morning Consult thì cho rằng là ông Biden dẫn trước tới 52%. Và ông Trump chỉ có 45% mà thôi. Riêng Survey Monkey với lại Asios thì lại cho rằng Tổng thống Donald Trump dẫn trước, nhưng mà chỉ dẫn trước có một điểm mà thôi, 49% và 48%. Do đó Florida đó thưa quý vị nó rất là xích xóa. Còn đây những cái tiểu bang mà Lệ Ngọc nó thấy nó quá xích sao thì Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị nha, Lệ Ngọc đang nhìn xem uh, Texas uh, thì như thế nào đây. Uh, thưa quý vị, Texas thì rõ ràng Lê Ngọc đang thấy rằng là Tổng thống Donald Trump ông đang dẫn trước Nhưng mà chỉ cũng có ở khoảng 3 điểm mà thôi Và hiện nay người ta đang nói rằng Cái số những người cử tri mà ủng hộ Cho ông Joe Biden Cũng đang gọi là vượt qua Có thể là Không biết đâu là ông Joe Biden Có thể uh, mang lại cái chiến thắng Ở Texas Và nếu mà thật sự ông Joe Biden mà chiến thắng ở Texas Có nghĩa là cái chiến thắng này đã về lại cho ông Joe Biden để làm tổng thống. Và một cái điều nữa thưa quý vị, nếu mà nhìn vào những nhà bình luận và một lần nữa lại ngọc có theo dõi NBC và CNBC qua Chuck Todd bình luận, thì thấy cái con đường mà để đến 270 của ông Joe Biden đó là chất thoát có vẻ như là à, rất là tin tưởng là ông Joe Biden có thể chiếm cho tới 341 phiếu đại cử tri đoàn vì cộng theo những cái tiểu bang mà đã là tiểu bang xanh thì Chuck Thott đã cho rằng Arizona đã thuộc về ông Joe Biden, Wisconsin đã thuộc về ông Joe Biden, Michigan đã thuộc về ông Joe Biden và ngay cả Florida nữa thưa quý vị. Uh, đó là những cái nhận định của Chuck thoát của NBC và CNBC. Do đó dẫn đến ông Joe Biden sẽ chiếm được 341 phiếu đại cử tri đoàn và Tổng thống Donald Trump chỉ có 197. Còn một lần nữa thưa quý vị, mỗi ngày anh em của chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị. Còn Steve Kornacki thì bình luận và cho rằng hiện nay Họ uh, chưa có khẳng định rằng là Arizona sẽ thuộc về ông Joe Biden Hoặc là Wisconsin hoặc là Michigan Nhưng mà Chuck Todd, uh, uh, theo như là Chuck Todd nhận định Nhưng mà Steve Konoski thì đã cho rằng Florida đã thuộc về ông Joe Biden Thì như vậy đó, ông Joe Biden đã có 261 phiếu đại cử tri đoàn Còn Donald Trump có 205 phiếu đại cử tri đoàn. Thành thử nếu mà chúng ta cảm nhận được là Arizona, Wisconsin, Michigan đã thuộc về ông Joe Biden thì quý vị thấy cái chiến thắng của ông Joe Biden chắc chắn ông sẽ có hơn được 270 phiếu đại cử tri đoàn. Trở lại với lại à, luật sư Duyên. Dĩ nhiên cái uh, bất kỳ một cái cái suy đoán cái thăm dò nào cũng chỉ là suy đoán với thăm dò thôi mặc dù là chúng ta dựa trên những cái reason to believe và ngay cả giống như tôi nói đó là cái cơ quan thăm dò của trường đại học USC ở California đó cái cơ quan này năm 2016 cũng nói rằng là Donald Trump thắng mặc dù bao nhiêu cơ quan thăm dò cũng nói là Donald Trump thắng thì ngay cả bây giờ USC họ cũng nói rằng là là hội là 2016 thì nói là Trump sẽ thắng Hillary còn năm 2020 này chính của cái trường đại học coi um, South um, California đó thì nói là ông Joe Biden sẽ thắng tổng thống Trump rồi cái ông Dave Westerman mà đầu chương trình chúng tôi cũng có nói rồi đó ông cũng nói rằng là 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 Joe Biden là tổng thống thứ 46. Cho nên um, đó là những cái thông tin mà nên chúng tôi chia sẻ. <laughs> có một cái um, một cái một cái điều là trong cái, cái tờ Wall Street Journal. Chúng ta biết là Wall Street Journal đó là một cái tờ báo mà ai cũng biết đó là tờ báo của bảo thủ của cộng hòa. Nhưng cái tờ báo Wall Street Journal là một cái tờ báo mà thứ nhất nó có một cái uy tín của nó và nó nó khác cái tờ New York Post cái tờ New York Post là cái tờ báo rẻ tiền mà mà trong đó là cái tờ New York Post là cái tờ mà tung ra cái tin là ông là Hunter Biden con của ông Joe Biden mà hôm nay anh em chúng tôi phân tích đó thì cái tờ New York Post đó, nó không có nó không có cái tầm cỡ của cái Wall Street Journal thì đây là cái câu chuyện mà mình 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 đọc từ cái tờ Wall, Wall Street Journal nè nó nói rằng là <laughs> cái uh, cái tờ báo này đó họ, mà chuyên về những cái uh, những cái tin về tài chính chính trị những cái cây viết của tờ uh, washington journal đó là là những cái tay viết tầm cỡ không à? mà, mà quý khán khán giả đọc đó thì thấy cái giọng văn và cái cách họ xài chữ nó cũng khác nữa ngộ lắm hay lắm cái um, cái tờ này nó cũng tương tự như là cái tờ washington post hay là cái tờ new york times gì đó nhưng mà chỉ có một cái là cái khuynh hướng của nó là bảo thủ. Thì ngày hôm qua hôm thật cái 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 tin này không biết là ngày hôm qua hay là hôm thứ hai. Nói rằng là tất cả những cái gì mà mình mà mà tổng thống Trump nói là đánh Trung Quốc về thương mại đó, thực sự có đem lại chiến thắng cho nước Mỹ hay không thì sắp sửa tranh cử rồi mà họ lại đăng cái bài này. Họ nói là thực sự hoàn toàn không có không có đánh được Trung Quốc mà không có thắng gì Trung Quốc hết á. Tại vì thứ nhất là cái công nghiệp khi mà mình mình đã tăng cái tariff của ơi ơi, mà mà để mà đánh Trung Quốc đó thì chính quyền ôm, uh, chính quyền của tổng thống Trump nói gì? <laughs> nói là mình đánh như vậy thì hàng Trung Quốc nó, nó lên giá mà nó khó vào Mỹ, làm giúp cho các cái <laughs> cái cái cơ sở sản xuất của Mỹ đó đó là nhờ cái giá nó, nó, cũng nhẹ nhàng rồi cũng cạnh tranh đó thì cái cỡ cái cái, cái job mà gọi là sản xuất của Mỹ đó công ăn việc làm nó sẽ gia tăng lên thì họ nói rằng là cho tới bây giờ tháng 10 của năm 2020 rồi đó thì đo lại đó thì cái con số mà công ăn việc làm giá yes, trước khi cái đại dịch đi nữa đó thì nó tăng lên được là chấm một phần trăm có nghĩa là nó làm chỉ lên được có một phần ngàn thôi đại khái nó như thế. Nhưng mà lên job được một phần ngàn nhưng mà ngược lại là nó lại mất ở mấy cái cái, cái chỗ khác là tại sao vậy? Là công ăn việc làm đầu này thì lên một phần ngàn, công ăn việc làm trong cũng cái kỹ nghệ khác đó thì nó lại drop là tại vì cái hàng hóa đó khi mà cái đồ phụ tùng đồ nguyên liệu đồ từ Trung Quốc qua mà nó nó nó, nó mắc lên đó, thì cái hàng mà do Mỹ sản xuất đó không có cạnh tranh được với những cái nước khác như là châu Âu này nọ hay là Nhật Bản hay là Nam Hàn này nọ khiến cho chúng ta lại mất job về những cái mặt đó thành ra cái 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 manufacture ở trong nước Mỹ mình thấy nó tăng lên ở một cái góc độ nào thì lại mất đi ở một góc độ khác rồi cái thứ hai nữa là cái 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 thâm thủng mậu dịch mình nói là mình đánh cái thuế lên hàng của Trung Quốc thì cái thâm thủng mậu dịch của mình sẽ được giảm thì cái câu trả lời là yes thâm thủng mậu dịch mà trực tiếp với Trung Quốc thì có giảm là tại vì hàng Trung Quốc nó không có bán qua mà hàng mình không có bán ngược lại thì cái mức độ mà thâm thủng đó gọi là lỗ đó thì không mà trực tiếp với Trung Quốc thì nó nó giảm đi nó giảm cái sự thâm thủng nhưng mà ngược lại đó thì vì hàng Trung Quốc mà không có không, có qua được đó thì những công ty của Mỹ lại làm ăn với Việt Nam, làm ăn với Mexico, làm ăn với Brazil thì mình không thâm thuộc với không thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc nhưng mà mình thâm thủng nói xét riêng về cái mặt sản xuất thôi đó thì mình thâm thủng thêm với Việt Nam, với Mexico, với Brazil, với lại Argentina thành ra cái kết toán con số lại đó cái thâm thủng về cái mặt mà gọi là sản xuất đó mình cũng bị thâm thủng mà cái cố sâm thâm thủng đó, nó còn nhiều hơn cái hồi mà chưa cái 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 chuyện mà gọi là đánh Trung Quốc nữa cái vấn đề cái cái, cái nhiệt đây là cái góc nhìn của tôi nè không phải là mình 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 không có về chừng Trung Quốc nhưng mà khi mình về chừng Trung Quốc đó bao giờ cũng vậy tôi nói rằng mình cần đồng minh mình cần những cái những cái cái thị trường như là tpp này nọ mình phải có mình phải có uh, liên kết với những nước khác đằng này khi mình rút lại mình chỉ một mình mình thôi rồi mình cứ quạnh hẹ mình ra những cái biện pháp mà cái này là đúng là theo cảm tính chứ không theo cái cái đầu óc chút nào đó thì cái kết quả chung đó nó sẽ không có theo ý mình muốn mà cái này là bài của cái tờ Wall Street Journal. Bên cạnh đó, đó thêm một cái bài nữa của Wall Street um, Journal, không phải là của Wall Street Journal mà của tờ New York Times, đó. họ nói rằng là cái vụ mà con của ông Biden mà nó dính tới Ukraine đó, mà bây, bây cái mà bây giờ cái tờ New York Post, cái tờ báo lá cải đó nó đăng ra rồi nó nói là cái laptop ở ở ở bên phía bên uh, bên Delaware đó cái laptop mà có một cái người nào đó trung niên rồi cầm cái laptop tới rồi bỏ đó rồi không có tiền lấy về rồi vân vân tất cả những cái chuyện mà anh em chúng tôi kể qua hai ba chương trình trước đó thì người ta đã đem cái câu chuyện đó tới cho cái tờ Wall Street Journal người ta muốn là Wall Street Journal đăng là tại vì Wall Street Journal mà đăng đó thì cái bài đó nó có giá trị vô cùng nhưng mà khi mà Wall Street Journal họ đi vào sâu vào chi tiết Họ thấy nó liên quan tới Giuliani như thế nào Cái cách mà cái laptop, ba laptop đó Làm sao mà lọt tay vào, vào trong tay của Giuliani Rồi lại nhảy qua luôn cả cái chuyện dính tới cái tay Mà quân sư mặt mo mà Steve Bannon nữa đó Thì là họ thấy một cái đống bày nhầy ở đó Họ nhất định họ không có chịu đăng Quý khán thính giả thấy rằng là Cái chuyện mà <laughs> những cái tin mà tung ra mà cho tới giờ tới phút này đó cái tờ wall street journal mà họ cũng giữ một cái khoảng cách với donald trump họ cũng trình bày sự thực mà bây giờ mình nhìn qua cái thế giới đó là hôm thứ hai anh em chúng tôi chia sẻ rồi là putin cũng nói rõ về cái vấn đề ukraine với lại hunter biden đó, cho thấy là là putin bây giờ cũng chạy mặt cũng giữ một cái khoảng cách nữa rồi thành ra rồi bây giờ chúng ta nhớ tuần trước đó thì Donald Trump đang nói chuyện với Netanyahu cũng bring up cũng muốn là Netanyahu chỉ trích ông Joe Biden này nọ mà Netanyahu né liền thứ khác không có không có nói chuyện tới đó thì mình cho thấy rằng là bây giờ thế giới người ta cũng đang chuẩn bị và người ta nói rằng là chính cách nào cũng vậy đến rồi đi chứ còn người ta lo cho nước người ta là người ta phải chuẩn bị để làm việc với lại một cái người khác chứ không phải cứ tối ngày cứ bám theo Donald Trump hoài mà nhất là bám theo Donald Trump đó là bám theo một cái gì đó mà nó hoàn toàn nó không có một cái thứ nhất giá trị con người giá trị nhân cách giá trị lãnh đạo stupid nữa, ngu nữa thành ra gây cái cái, cái kết quả nó là rõ như vậy rồi cho nên yes cái cuộc uh, tất cả những cái biến chuyển hỗn rài mình thấy nhưng mà mình cứ đo lường mình thấy Wall Street Journal cũng cũng xa cách Donald Trump rồi. 20 vị công cựu công tố viên, 20 vị mà 20 vị này, 20 người toàn là đảng Cộng Hòa hết lên tiếng ủng hộ Biden. Bởi vì họ nói rằng là Donald Trump chỉ là một cái tên mà phá hoại cái cái cái, cái, cái nguyên tắc gọi là thượng tôn luật pháp đó cái phá hoại cái cái nguyên tắc pháp trị đó the rule of law đó thì 20 vị cựu công tố mà họ đảng Cộng Hòa, họ lên tiếng công khai. Bên cạnh đó thì mình nghe cái tin tuần vừa qua đó, là, là nào là tờ, cái tờ báo ở New Hampshire đó 100 năm rồi chưa bao giờ ủng hộ, uh, chưa bao giờ ủng hộ dân chủ 100 năm làm báo của họ, họ chỉ ủng hộ Cộng Hòa thôi. Thì trong tuần này họ cũng đã ủng hộ Joe Biden rồi 700 nhà kinh tế gia bao nhiêu là nhiều lắm thì mình thấy rằng là bây giờ tới một cái lúc nào đó ngay cả nói rằng là cái quyền lợi của đảng họ quyền lợi của nghĩa là trong cái công cuộc làm ăn của họ đó mà họ cũng đã ngán ngẩm rồi cho nên bây giờ họ họ lên tiếng trực diện như vậy cho nên cái kết quả tôi có cái reason tôi có cái lý do để mà tôi tin rằng I have reasons to believe là 3 tháng 11 mình cũng đã biết rồi chứ không có cần không có còn cái vấn đề mà thăm dò rồi đợi cho tới cái việc bầu cử này mà lên tới tối cao pháp viện để cho bà Amy Barrett có cái việc mà trả công cho chủ chuyện không có đâu trở lại với lên Dạ vâng, à, với cái sự à, chia sẻ của luật sư Duyên đó, thưa quý vị, Lê Ngọc phải nói rằng là hoang hô anh Duyên à, không cần biết cái chiến thắng sẽ về ai vào ngày 3 tháng 11, nhưng mà cái sự tự tin của luật sư Duyên đó làm Lê Ngọc thấy là ở trong bất cứ một cái công việc gì mà chúng ta làm đó, đôi khi chúng ta phải có cái sự tự tin vừa trong khối óc và vừa trong trái tim nữa, thưa với lại à, quý vị, có có một cái điều đó đôi khi đó, thưa quý vị, anh Duyên đó cũng có gây cái ảnh hưởng cho Lê Ngọc, quý vị biết nếu mà quý vị đã theo dõi À, nghe là trong một cái thời gian lâu dài đó quý vị thấy cái cá tính của Lê Ngọc Lê Ngọc ít có thể nào mà nói xấu ai được hoặc là phải à, dùng những cái tiếng mà giận dữ nhưng mà đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi anh Duyên nhiều khi anh Duyên nói cái chữ stupid cái Lê Ngọc đôi khi cái Lê Ngọc ủa tại sao hình như đôi lúc mình cũng có nói cái Lê Ngọc giật mình nhưng mà bên cạnh đó thưa quý vị anh Duyên cũng có những cái mỗi lần muốn nói mạnh diện ai cũng nghĩ tới Lê Ngọc nói cô em của mình cũng nói đừng đừng bớt bớt lại thưa quý vị và nhiều khi ngay chính quý vị khán thính giả cũng làm cho Lê Ngọc nói quý vị chia sẻ vô rồi với những cái sự tức giận của quý vị à, quý vị cũng kể cho lại ngọc nghe đôi khi lại ngọc cũng thấy chết rồi à, gia đình NVR của mình cũng bị ảnh hưởng lẫn nhau nhưng một có một cái điều mình biết chắc là tất cả quý vị khán thính giả đều có một cái uh, trái tim trong cái khối ốc và như vậy đó thưa quý vị với những cái sự né tránh mà luật sư Duyên vừa mới uh, gửi đến uh, cho quý vị từ truyền thông cho tới những nhà lãnh đạo ngay cả Putin, ngay cả Netanyahu thì đây thưa quý vị Tiếp tục trong những cái ngày cuối cùng cho tới ngày hôm nay chúng ta nói là 7 ngày nữa đi đến cái ngày bầu cử chính thức thì vẫn tiếp tục có những cái tin xấu đến cho ông Donald Trump trước cái thời điểm mà chúng ta thấy là nước rút trong cái cuộc chạy đua vào à, tòa Bạch Ốc khiến cho một số nước trên thế giới họ cũng phải có những cái suy nghĩ lại, những cái toan tính à, khác nhau. Thì đây là những cái tin xấu mà vào thời điểm này nha thưa quý vị mà nó ảnh hưởng đến à, tổng thống Donald Trump những cái tin này đều là những cái tin không mấy tốt lành, ảnh hưởng mạnh tới những thị trường tài chính ở nước Mỹ vào thời điểm mà ông Donald Trump chạy nước rút để mà có thể làm như thế nào để thu hẹp với lại ứng cử viên bên đảng dân chủ Joe Biden thì giới đầu tư đang tiếp tục thất vọng vì cái cuộc đàm phán về một cái gói kích thích kinh tế mới mà theo đó chúng ta biết rằng nó ảnh hưởng quan trọng đến cái vấn đề kinh tế người dân mỹ mà có cái thu nhập thấp hoặc là người dân mỹ mà đang bị thất nghiệp thì họ đang trông chờ vào cái số tiền này thì cho tới ngày hôm nay và qua cái lời lên tiếng của cả hai đảng và ngay cả của tòa bạch ốc thưa quý vị bà nancy pelosi ông mitch mcconnell và tòa bạch ốc thì chúng ta thấy rằng cái gói cứu trợ kinh tế này sẽ không đến vào trước ngày bầu cử thì ngay cả thưa quý vị chỉ số công nghiệp Dow Jones của uh, nước Mỹ đó thưa quý vị ngày hôm trước quý vị cũng đã xuống là chính quý vị à, một vị à, thính giả anh hồ bản ở ngay tại Virginia cũng nhắc nhở lê ngọc là lê ngọc ơi ngày hôm qua là ngày hôm kia đó cũng đã xuống 650 điểm và tiếp tục ngày hôm nay nữa thưa như quý vị lê ngọc đang xem coi Dow Jones ở thời điểm này vào ngày 28 tháng 10 vào giờ này và giờ này là 10 giờ 50 giờ tại thủ đô Washington hiện nay Dow Jones đang xuống trừ 826.69 điểm S&P 500 trừ 98 điểm 96 điểm chúng ta không biết là vào lúc mà thị trường Wall Street đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều thì như thế nào nhưng mà quý vị thấy đó toàn là một cái con số màu đỏ thì đó là về kinh tế quý vị biết là cái quy luật bầu cử một vị tổng thống đương nhiệm luôn có một cái thế lợi nhưng nếu vào cái lúc tranh cử bầu cử để mà được à, tái đắc cử hay không thì người ta nhìn vào vấn đề kinh tế thì hiện nay dù rằng tổng thống rất là mạnh mẽ, ông nói là ông sẽ đem lại một phenomenal là một cái nền kinh tế nó sẽ à, vượt trở lại rất là nhanh chóng sau cái đại dịch Covid-19 nhưng mà thực tế lại không có như vậy. Rồi, đại dịch Covid-19 thì chúng ta đều thấy đó là cái lý do chính mà vùi dập tất cả những cái con số màu xanh, những cái điểm cộng trước đây trong 3 năm vừa mới qua của uh, tổng thống Donald Trump, rồi cái làn sóng lây lan và cái số người chết ở nước Mỹ, thưa quý vị vẫn không ngừng, vẫn còn đang là một cái cảnh báo vì chúng ta biết thời, uh, cái thời điểm của mùa thu bắt đầu hơi xe lạnh rồi sau đó bước vào mùa đông lạnh thì cái cái dịch cúm với lại dịch Covid-19 nó cộng lại, thưa quý vị đều mang đến những cái tin tức rất là xấu cho tổng thống uh, Donald Trump thì với tất cả những cái tin tức này có một cái điểm mà Lê ngọc sẽ gửi đến uh, cho quý vị đi chứ không phải là cái gì cũng uh, đưa đến những cái tin xấu cho tổng thống donald trump uh, có một cái uh, cuộc thăm dò mà của ralph khi mà Lê ngọc nói đến ralph thì quý vị biết là theo cái dòng lịch sử của nước mỹ thì trong những cái năm qua đó, Rasmussen luôn đem đến những cái kết quả thăm dò mà thuận lợi cho tổng thống. Thành thử mỗi khi mà Fox News đưa đến những cái con số mà bất lợi cho tổng thống, tổng thống nói tại sao là phải đưa như vậy, hãy chờ Rasmussen sẽ nói như thế nào. Thì mới đây thôi, Rasmussen vừa mới đưa đến một cái thăm dò và cho rằng ở trên toàn quốc thì tổng thống Donald Trump dẫn trước ông Joe Biden một điểm thì thôi Lê Ngọc cũng đưa ra đi để cho quý vị nào mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump nghe thì cũng chắc cũng bớt giận dữ Lê Ngọc với lại luật sư Duyên nhưng mà thực tế như thế nào thì chúng ta cũng đã hẳn biết rồi chỉ có một phần trăm thôi thưa quý vị trên toàn toàn quốc mà chỉ có một cái công ty thăm dò của Ramosin đưa ra mà thôi thì không biết là luật sư Duyên vẫn còn tự tin là ngày 3 tháng 11 tân Tổng thống sẽ là Joe Biden hay không ạ thứ nhất là um, cái 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 đó trả lời sao đi bây giờ trả lời điều này trước nè bây giờ mà anh Duyên cũng đóng đóng cái vai trò giống như là làm mẫu sinh vậy đó đại khái cái hồi mà mà donald trump lên nhậm chức đó thì những người cuồng trump đó họ nói như thế này họ nói rằng là đó ổng mới vừa giơ tay tuyên thệ một cái là chứng khoán lên liền à tức là tổng thống không cần làm gì cả chỉ cần dơ tay tuyên thệ thôi là 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 cái 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 thị trường chứng khoán lên. Họ không có họ gạt qua là 8 năm liền Obama đã đẩy một cái nền kinh tế từ vực thẳm mà đẩy lên liên tục để mà khi mà trao lại cho 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 Donald Trump đó là một cái nền kinh tế nó đã có một cái trớn rồi nó cũng giống như chiếc xe ì ạch ì ạch chạy mà 8 năm trời cứ lên tốc độ lên tốc độ lên tốc độ tới khi mà nó chạy ngon lành nó gọi là nó lên freeway rồi đó thì là là, là Donald Trump cầm cái chìa khóa vậy mà nói rằng là Donald Trump chỉ cần tuyên thệ thôi thì lúc đó anh Duyên đùa anh Duyên nói đúng rồi đó trời ơi, tôi vừa thấy con gà nó gáy cái cái là mặt trời mọc liền là là set the force anh Duyên nói theo cái kiểu của anh Duyên vậy, mà, vậy đó mấy ông không có cần để ý gì cả vậy thì ngày hôm nay cũng theo cái kiểu mà Ramusen nói hay là theo cái kiểu cuồng trong mà anh Dương nói đó. Thì anh Dương nói rằng là quý khán thính giả thấy không? May là Joe Biden chưa làm tổng thống mà nền kinh tế đã đi xuống rồi. cô Thành ra nếu mà Joe Biden mà làm làm tổng thống thì không chừng nền kinh tế còn xuống dữ dội nữa mà. Cho nên Quý khán thính giả thấy không? Joe Biden chưa làm tổng thống đó Mà hai trăm mấy chục ngàn người chết rồi đó Đợi tới chừng Joe Biden làm tổng thống Nó nguy hiểm vô cùng Đó, nói như thế Vậy thì Mình nói thì mình đùa, mình cứ đùa Chúng ta không có tin vào ba cái rùi bu đó Chúng ta tin vào khoa học Chúng ta tin vào những cái cơ quan nó đàng hoàng Và chúng ta tin vào Chúng ta, chúng ta tin vào nhau Chúng ta tin vào chính chúng ta Và chúng ta go, chúng ta mỉm cười, im lặng, vote, trả lại với Lê Ngọc. Cái bản tin cuối cùng mà anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị mà liên quan đến luật pháp nha, thưa quý vị, chúng ta vẫn có một cái niềm tin đối với luật pháp của nước Mỹ. Đó là một vị thẩm phán đã bác bỏ cái nỗ lực của Bộ Tư pháp để bảo vệ cho ông Trump ra khỏi một cái vụ uh, phỉ bán, uh, thưa quý vị, một vụ kiện về phỉ bán và vị thẩm phán này là ai đó chính là louis kaplan đã bác bỏ cái lập luận của bộ tư pháp cho rằng tổng thống donald trump là một nhân viên của chính phủ và phải được bảo vệ bởi cái đạo luật khiếu nại liên bang họ gọi tắt là ftca đây là một cái đạo luật nhằm bảo vệ cho nhân viên liên bang ra khỏi những cái vụ kiện tụng về dân sự thì đây là cái lời của vị thẩm phán kaplan đã viết như sau bình luận của ông ấy liên quan đến một cái cáo buộc tấn công tình dục đã diễn ra vài thập kỷ trước khi mà ông Donald Trump nhậm chức. Và những cái cáo buộc này không liên quan tới công việc làm của ông là một vị tổng thống. Và cái phán quyết mới trong ngày hôm qua từ vị thẩm phán Louis Kaplan này đã thưa quý vị đã khiến ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm với cái tư cách là một công dân đối với những cái cáo buộc phỉ bán do bà Carol đó là một bà đây là một nữ nhà văn đã đưa ra hồi năm ngoái cáo buộc ông Donald trump đã tấn công tình dục của bà hơn hai thập kỷ uh, trước đây quý vị thấy cái chuyện này cũng đâu có lạ đối với uh, tổng thống thứ 45 của chúng ta đâu phải không uh, thưa với luật sư duyên quá nhiều phụ nữ kiện ông rồi chúng ta cũng thấy cũng chưa có ra cái gì hết thành thử cái lá phiếu của chúng ta chính là cái lời nói và cái quyết định để mà chúng ta uh, có một cái quyết định đúng đắn là tổng thống kế tiếp của chúng ta sẽ là ai. Ngoài ngoài bên cạnh cái cái đó, đó thì thì qua cái trình bày của Lệ Ngọc đó thì tôi mượn để tôi trình bày một chút xíu về luật pháp, phân tích về pháp lý mà chúng ta nên nhớ là cái bà Carol bả kiện tổng thống Trump mà bả kiện ở cái tòa của tiểu bang cái tòa ở New York. Thì khi mà bà kiện ở tòa ở ở New York đó thì thưa quý khán thính giả là tổng thống Trump phải đối đầu và tổng thống Trump phải tốn tiền trả tiền luật sư của mình thì lúc đó Bill Barr cái tên nha trảo này đó, mới tìm cách là làm sao mà cái dàn luật sư của bộ tư pháp nhào vô dàn luật sư của bộ tư pháp của Bill Barr nhào vô là thứ nhất là có thể là họ họ họ, họ sẽ uh, 100% tức là ông 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 Donald Trump ông không có tốn cái tiền túi của ông để mà trả tiền luật sư mà chúng ta nè tại vì luật sư mà luật sư của bộ tư pháp thì họ ăn lương của nhà nước mà họ ăn lương của nhà nhà nước đó là tiền của chúng ta cho nên điều ba đó mới 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 tại nó trong cái hệ thống tòa tòa án đó, nó có một cái một cái một cái, một cái thủ tục nó gọi là mình, mình remove mình mình dời một cái case đó, mình dời cái case từ tòa tiểu bang lên tòa liên bang thì trong cái trường hợp này là tại vì cái nhân vật mà bị kiện đang làm việc đang đang là là là, là tổng thống có nghĩa là là công công, viên chức nhà nước mà là công viên chức liên bang nữa thì cái issue này đó thì là họ muốn là đưa cái case này lên tòa liên bang Thực sự đưa lên tòa liên bang lại cũng có thêm vài cái thứ nhất là cái vấn đề đặt ra là ông tổng thống là nhân viên của liên bang thành ra họ lại nói thêm một câu nữa mà nếu mà kiện một cái nhân viên của liên bang đó thì họ dựa theo cái 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 đạo luật là cái um, đạo luật những cái sai phạm của liên bang đó thì cái cái đó cái cái luật mà hồi nãy lê ngọc nói đó thì cái luật đó, đó nó nói rằng là nếu mà kiện một nhân viên làm cho liên bang trong cái, cái, trong cái phạm vi trách nhiệm của mình đó thì coi như là kiện như vậy là kiện kiện chính phủ luôn rồi chứ không phải là kiện một mình cá nhân của người đó thành ra viện dẫn cái luật đó, đó cho nên Bill ba mới nói là chúng tôi mưu cái case từ tòa New York lên tòa liên bang thì tòa liên bang họ cho mưu rồi cái điểm thứ hai nữa là luật họ nói là bộ tư pháp bây giờ đại diện chứ còn cái đám luật sư tư không cần nữa thì ông tòa ông nói là không cái việc này đó là cái việc mà bà Kero bà kiện Donald Trump về cái tội là xúc phạm tình dục bả cái chuyện đó là mấy chục năm trước rồi học mà thứ hai nữa là cái chuyện đó nó không có dính gì thí dụ bây giờ tôi làm tổng thống tôi ra một cái quyết định đó một cái quyết định đó gây thiệt hại cho quý vị đó thì quý vị muốn kiện thì quý vị kiện cái chính quyền liên bang còn cái đằng này cái chuyện mà ổng đi vô mấy chục năm về trước ổng đi vô một cái shopping center rồi ổng xúc phạm bà này thì cái đó không có dính gì tới cái 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 công việc của Donald Trump làm bây giờ đó cho nên ông tòa ổng mới bác thì ông tòa ổng đã bác rồi thành ra thứ nhất là bộ tư pháp của Bill Ba không có nhà vô được tôi không hiểu là bộ tư pháp của Bill coi có Kiện có khiếu nại lên tòa trên rồi khiếu nại lên tới tối cao pháp viện không tới chừng đó là cái chuyện của tương lai. Chỉ biết là ngay bây giờ là tòa bác cái chuyện đó. Tòa liên cái hệ thống tòa liên bang sẽ tiếp tục xử cái case này. Còn đây là cái góc nhìn về luật pháp của tôi nè. Thưa quý khán thính giả, nếu mà bây giờ giả sử mà cái hệ thống tòa liên bang mà chấp nhận cái case là cho bộ tư pháp đứng ra đại diện Donald Trump bởi vì một cái hành động thô bỉ của mấy chục năm trước đó thì mình mở đường ra cho một cái chuyện đó nó 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 sẽ kinh hoàng lắm ở trong tương lai chúng ta biết một cái nội các ngoài ông tổng thống ra đó có mấy chục vị bộ trưởng bộ trưởng nào cũng là, là 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 là, nhân viên của chính quyền liên bang cả thành ra hồi học trò đó mấy ông có vi phạm cái gì hay là mấy ông đi ra ngoài đường ông có vi phạm cái gì mà người ta chuyển mấy ông đó lại lại bộ tư pháp lại có quyền nhào vô chúng ta lại là người dân lại trả tiền cho những cái chuyện đó quý khán giả thấy không thành ra nếu mà chấp nhận cho Donald Trump lần này có có nghĩa là hello mà nếu mà mình chấp nhận cho Donald Trump lần này có nghĩa là mình mở cổng ra cho bao nhiêu cái bộ kiện trong tương lai là không lẽ là người dân Mỹ mình á gồng hết cho tất cả làm cái, là, là cái chuyện tầm bậy dân chủ cũng vậy cộng hòa cũng vậy phía nào mà lên làm tổng thống cũng có người làm bậy hồi đó đó rồi mình trả tiền hết thế là sao cái đó là cái góc nhìn cho nên tôi thì tôi tôi thì tôi thấy rằng là cái case này là cái case mà Donald Trump làm bậy của mấy chục năm trước thì Donald Trump phải móc tiền túi ra muốn đấu như thế nào thắng thua gì đó là cái chuyện của Donald Trump đừng có bắt chúng tôi phải trả tiền cho Donald Trump chúng tôi đã trả tiền nhiều quá rồi cái tờ báo Washington Post mới cái ngày hôm hôm qua đó lại đăng tin là lại, lại đăng tin mà họ có bằng chứng họ bắt con số rõ ràng là cứ mỗi một lần mà có một cái chuyện gì tổ chức cái gì đó là lên Maralago rồi lên cái uh, cái sân golf ở uh, ở trên New Jersey đó. Tiền đổ vào vào đó cứ, cứ là chúng ta đổ trả cho Donald Trump đó hàng triệu, hàng triệu. Là tại vì tổng thống bây giờ sướng lắm, đi nghỉ hè đó không có chịu đi đi vào mấy cái cơ cơ sở của nhà nước đâu, cứ đi vào, về Maralago hoặc là đi về cái sân golf ở New Jersey. Cứ ở đó rồi cẩn vệ mà đi theo tổng thống đó phải ở những cái cottage ở trong cái những cái sân góp đó 17 000 một tháng mà đây mới là cái vấn đề nè mình bây giờ cận vệ những, những cái người mà, mà mà cận vệ đó họ phải mướn mà họ phải mướn trả theo giá tháng là 17 000 một tháng ngay cả là tổng thống có đi vòng vòng đi nữa đó thì 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 người ta cũng thì thì người, vẫn phải giữ cái chỗ đó là tại vì cái chỗ đó giữ ở đó mà đôi khi không có người, người ở chỉ có phải sẵn sàng khi nào mà tổng thống đi về chính cái sân golf của mình để mà chơi đó thì những người cận vệ có cái chỗ ở qua đêm chỉ như vậy thôi mà chúng ta phải gánh một cái gánh nặng là 17 ngàn một tháng mà đó là mình mình mới nói ở New Jersey ở Mar-a-Lago những cái sân golf của tổng thống ở bên Anh với ở bên Ireland, đó Ireland, Ireland đấy là mỗi một lần mà tổng thống mà có dịp đi qua châu Âu đó mà tổng thống đi về nghỉ đó là máy bay phải đi một cái đoạn thiệt là xa để cho tổng thống về nghỉ ở cái chỗ đó để làm gì để trả tiền cho tổng thống chỉ có như vậy thôi vậy thì thêm bao nhiêu cái gánh nặng đó cho chúng ta rồi lại còn phải chịu thêm tiền luật sư cho tổng thống nữa mà tổng thống nói rằng là lương của tôi 400 trăm ngàn năm tôi không lấy trả lại với người Ngọc cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi những bản tin của luật sư Duyên và Lê ngọc chúc uh, sức khỏe uh, quý vị và hẹn gặp lại vào lần tới cũng trên làn sóng của đài nvr phát đi từ thủ đô washington Và thưa quý vị, sau vài à, giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR, Lê Ngọc xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Vì trong ngày hôm nay, Lê Ngọc có mời được anh Đỗ Thông Minh là một à, nhà báo mà có lẽ là quý vị cũng đã biết đến à, danh tiếng của anh à, Đỗ Thông Minh. À, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe anh cho chúng ta biết cái tình hình ở Đông Á, tình hình lũ lụt ở Việt Nam cũng như là cái đời sống của người Việt ở Nhật à, như thế nào trong cái đại dịch à, Covid-19 à, Lê Ngọc à, xin quý vị cho vài giây phút để Lê Ngọc có thể kết nối với lại à, anh Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản